có mọi người đến từ 7 giờ. Có thể làm được bàn cũng về luôn. Về tới làm sao? Mẹ nghe hát được không? Một. Được. Được rồi. Âm thanh bên dưới được không? Rồi, được rồi. Thế á, cũng không được là cái đêm anh còn ngày đầu tiên được không? Chương trình có người lần đầu thì anh tham gia và cả anh em biết tham gia luôn, nói chung là cả ba chị em cũng tham gia cho được sang những đợt này, nhưng mà anh với anh em biết đều gọi là không còn dám tham gia là vì biết rằng là cái sức của mình khi mà bài tham đấy chắc chắn là không thể nào mà chịu nổi tất cả những cái sự gọi là chỉnh chu hay là kỷ luật trong vận động, thế nên là không còn dám tham gia. Với cả là kiểu hai anh em cũng rất là sợ kiểu đen ra rồi mụn biết thế, nghĩ đến cảnh đấy thôi là hai anh em đành phải nói lời từ chối, và cuối cùng là chỉ có một mình tham gia thôi, cũng rất là tiếc khi mà các chị em không tham gia được, nhưng mà thôi như thế thì chắc là chương trình sẽ vẫn có màu sắc riêng. Anh thấy chương trình đang rất là được mọi người chú ý, rất là không có phải cái phần kiểu tên của Thanh Hoài. Anh thấy bạn giới thiệu đấy là rất là gọi là ok đấy. Tại vì thực ra lúc đầu ai vào anh nghĩ là cũng thế, tại vì mình cũng chưa có quen cái tác phong quân đội, nên là tất cả những cái sự nhầm lẫn hay bỡ ngỡ thì không thể làm tránh khỏi. Thì chị Hòa sau khi mà được mọi người chỉ ra thì chị Hòa làm cũng rất là tốt. Cái gì phòng viên là chắc là bọn mình chụp một tấm tất cả nhé. Tại vì thực ra là mọi người cũng phải giữ sức khỏe. Cái sức khỏe rất là quan trọng. Nên là hôm nay mà mọi người có mặt ở đây là rất là quý hóa luôn rồi. Và một điều đặc biệt là luôn luôn phải giữ sức khỏe để những show sắp tới chúng ta còn gặp nhau tiếp.